Cưới liền không cô? Đầu tiên cô không chịu, dứt khoát là cô không chịu. Cô nói là bữa nay ngày hãy tới tới rồi mà rồi cưới hỏi mà đi cưới chứ mà đi mua cái gì mà nó con heo con gà chứ mà hỏi nhanh như thế. Mà giờ cưới thì biểu tôi làm sao đây, giờ bà con tôi thì xa xôi ở từ Đà Nẵng rồi ấy kia, giờ tôi mời làm sao mà bữa nay thoáng chạp rồi. Cô tên là Nguyễn Thị Mai, năm nay 67 tuổi, ở tại Đắk Nông. Quê thì Đà Nẵng mà hiện giờ ở Đắk Nông. Dạ, Đắk Nông hiện nay gia đình mình làm gì đó cô? Chỉ làm nông thôi. Làm nông. Cà phê. Mình trồng cà phê. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Lê Lộc ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Lệ Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online với lại sắp làm việc tại Thế Giới Di Động ạ. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu được gần 2 năm rồi chị. Năm mấy cháu rồi? Có cháu trai 1 tuổi. Tuổi là khỏe rồi ha. Cô cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô có ấn tượng gì không? Con ngày đầu tiên mất hồn luôn chứ không ấn tượng. Sao mất hồn cô? Bên tai nó quen một cô là người miền Trung ở ngoài Nghệ An. Thì tới ngày mà nó dẫn về là nó dẫn cô dâu này về. Thế là về thì cô không biết ngỡ ngàng, cô không biết làm sao hết, cái cô im lặng không nói năng gì nữa hết, hỏi cũng không nói luôn. Tự nhiên sao lại con kêu quen con nhỏ 4 năm rồi con không lái, giờ con lái dân thành phố về má biết sao đây. Thế là cô im lặng thì chị ta cũng ngỡ ngàng cũng sợ. Còn chị không biết chị có ấn tượng gì khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ em nói chung là tại vì em có em bé nên là anh Mỹ dẫn em về gặp mẹ. Mà trước thì em hay kêu anh Điện về gặp mẹ, nói chuyện với mẹ để em nghe giọng coi mẹ có dữ không, để em chuẩn bị tinh thần. Lúc mà nói chuyện thì má không nhìn mình, má không nói. Em chỉ lúc đó em sợ. Nhưng mà khi con trai cô dẫn cô gái này về, cô có biết là cô ấy đang có bé không? Chưa, không biết. Rồi chừng nào mới biết? Không biết chứ, cái về rồi thì nó mới nói. Dạ. Thì sau khi rồi cái ông xã nó nói thì thôi thì hôm nay con về đây thì thôi con nào cũng là dâu. Thôi thì bà cũng chấp nhận chứ sao là bà im lặng với con thế. Thì hồi đó là cô rất là cũng phải nói là ngỡ ngàng mà phải nói là không biết nói sao nữa hết. Giờ phút đó không biết nói sao. Nhưng mà khi mà mình biết là mẹ chưa có cảm tình với mình đó thì mình có buồn không? Dạ có, tại vì em cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Em biết là mẹ không thích đâu, nhưng mà cái lúc đó thì chỉ có ba với lại mấy chị nói chuyện thôi. Thì em cũng nói ra là mình không có thực sự là không phải là ngày hôm nay về là để cho gia đình mình bắt buộc phải cưới em hay gì hết. Mà là anh thì cứ một hai là phải dẫn về. Anh rồi tới tối hôm ngủ khóc với chồng, khóc quá chừng luôn. Thì anh cũng nói là tại vì giờ má lỡ như vậy thì mình gán đi từ từ để coi má như thế nào đã. Cưới liền không cô? Đầu tiên cô không chịu, dứt khoát là cô không chịu. Cô nói là bữa nay ngày hãy tới tới rồi mà rồi cưới hỏi mà đi cưới chứ mà đi mua cái gì mà nó con heo con gà chứ mà hỏi nhanh như thế. Mà giờ cưới thì biểu tôi làm sao đây, giờ bà con tôi thì xa xôi ở từ Đà Nẵng rồi ấy kia, giờ tôi mời làm sao mà bữa nay thoáng chạp rồi. Cái sau cuối cùng là cô nói thôi thì nói thôi, rồi trước sau là cũng dâu mình cũng cháu mình thì tôi chấp nhận. Đến giờ hôm nay thì mình thấy lại là gia đình rất là hạnh phúc. Dạ. Em thấy em hợp với mẹ chồng em những điều gì? Dạ hợp. Hai mẹ con thì em nói chuyện, mẹ em thì chỉ có lúc đầu thì sợ thôi, còn lúc sau thì mẹ em dễ chịu lắm. Thí dụ thấy mẹ nấu ăn hoặc là mình ăn thử rồi biết cái vị mẹ ăn sao thì canh rồi bắt đầu cái mình nấu vậy. Có lúc cũng nấu dở quá nên rồi cũng chơi mặn quá, rồi lúc sau thì em lại không dám nêm nhiều. Rồi mẹ thì nói chung để ý từng cái nào để cho hợp chứ khẩu vị nhà mình nữa. Cô thấy cô với chị là hợp nhau điểm gì nữa cô? Cô thì con nói thật, tính cô thì trước thì dữ thật mà sau rất là hiền. Dạ. Nên cũng đôi khi là cô rất hợp tính dâu cô, nấy na dịu dàng, biết thương con, thương chồng, biết lo lắng trong gia đình. Thì mẹ rất là thích con nói biết nghe, chứ không là chống đối. Dạ. Lúc mà về mẹ coi như căng thẳng, nhưng mà khi đi sinh con á, thì em thấy thái độ mẹ vui không? Thấy thương con dâu dữ không? Dạ thích. Tại vì em nịnh bợ dữ lắm. Nịnh bợ sao chị?
Thì nói chung thì kêu đi xe thì kêu má ôm vô, không thì con giật cái má té rớt dưới. Còn không thì cứ là không má ăn cái gì con mua, má thì tiết kiệm sợ mình không có tiền, rồi còn má mình thì cứ thấy má lên thì mình phải mua cái này cái kia để má ăn. Em nhớ cái ngày mà mình sinh em bé, má cứ ở chăm mình ở trong mấy bệnh viện đồ đó, rồi tới lúc mà về nữa má tắm cho em luôn. Thì em cũng ngại, nhưng mà nghĩ lại thì chắc má nghĩ má thương mình như con gái, nên thì em cũng gán làm sao để cho má hiểu mình, rồi mình cũng hiểu má hơn. Cô thấy cô có những cái điều gì mà chưa hợp với con dâu của mình không? Cô thì cũng không thấy gì không hợp. Có cái là nhất là cái tội là như điện thoại tới cái là ảnh bận hay ảnh không vậy, má ơi má tét con tét điện nghe má, để xí con điện là má cái là biệt tay luôn, chả thấy điện là má cái lần nào hết trơn hết rồi. Sao vậy chị, mình bận hay là mình quên má đi thế nào? Tại má nhiều chuyện lắm, nói chuyện lâu quá hả? Nói chuyện hơi bị lâu, mà em thì em bận quá nên là nhiều khi em muốn nói với má nữa mà sợ, rồi tới lúc mà nhớ lại định gọi má thì lại thấy tối rồi không dám gọi. Cái là lúc nào mà gọi lại, má ơi tại vì nãy giờ con bị vậy vậy hả, con đi đâu đó, chứ không rồi má lại giận nữa. Nhưng mà lâu lâu má mới gọi một lần, má tâm sự gì đâu mà chuyện. Con gọi liên tục, con hay luôn á. Điện thoại ở Việt xa mà, cô ở trên đất nông kia mà, cháu cô ở dưới đây. Thì ở nhà có hai vợ chồng thôi, cứ tối là cô điện hết trưa này tới đứa khác, cô tới 6-7 đứa con thôi. Nhưng mà hai mẹ con mình ở xa nhau quá vậy, rồi những cái ngày lễ hay những ngày lễ Tết kỷ niệm đồ thì mình quan tâm chăm sóc với nhau bằng cách nào? Dạ. Có chứ, Tết là chờ có con về. Dạ. 30 tháng 4 có con về. Dạ. Con về ăn bữa cơm gia đình cũng dạ. Mỗi đứa mỗi năm. Cô quan trọng là cái ngày sinh nhật của mẹ đó, em có mua quà mua gì hay có tổ chức, có gọi điện hỏi thăm hay chúc mừng sinh nhật gì không? Em không có nhớ luôn á. Em không có chồng nhớ. Đó thì nhớ. Đó thì mới 2 năm thì chắc chưa nhớ ngày sinh nhật của cô. Chỉ có là khi nào mà sinh nhật của mẹ đó thì nguyên chị em đồ với nhau cùng cái ngày hôm đó điện về cho mẹ thôi. Em thấy có chồng điện rồi nên thôi. Chồng điện là chồng điện. Nhưng mà thực chất là con dâu đôi khi mình cũng nhớ cái ngày đó ghi vô điện thoại, giờ hiện đại rồi. Bấm vô tới ngày điện thoại nó báo. Dạ. Hỏi thăm bà và chồng chút xíu. Anh nghĩ cái điều đó cũng là cái niềm vui của những người lớn tuổi đó. Dạ. Mẹ có làm điều gì cho chị mà chị nhớ nhất chưa? Làm thì má làm nhiều lắm. Giống như có lần thì hai vợ chồng mới cưới thì sinh con rồi, hai đứa xài chung có cái điện thoại hả. Cái là má mua lại cái điện thoại của anh chồng em, cái má giấu má đem lên má cho. Rồi thì lúc đó thì cứ cái thương má gì đâu, tại má cũng không, ở dưới quê mà con cái thì đứa nào có tiền gửi về cho má, còn mình không gửi về, rồi còn má còn đem lên má cho nữa. Đó, anh thấy nè, má rất là thương em chỗ này. Lúc đầu thì về cái chuyện đầu không nói nha, nhưng sau đó về em xin nè, má chăm sóc, má tắm cho em nè. Dạ. Rồi sau đó má thấy xài điện thoại, hai đứa xài một cái, mua điện thoại đem lên nè. Vậy thì 2 năm vừa rồi cũng là một thời gian dài chứ không phải là ngắn đâu. Hình như là em chưa có một cái gì đó quan tâm đến mẹ chồng mình. Dạ. Anh nghĩ rằng là bắt đầu từ hôm nay á, một cái ngày nào đó em tổ chức xong rồi, có thể em mời má hay là em về gần nhà, em đừng cho má biết, em tổ chức sẵn đi, tới giờ đó em mời má chồng ra, bảo đảm là má sẽ không bao giờ quên những giây phút đó ha. Có thể là chị vẫn còn thiếu sót rất là nhiều điều. Cô thì cũng không có gì mà chưa hài lòng nữa. Nhưng mà có đèo cái là muốn cho có con làm sao mà hạnh phúc là chủ yếu. Vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Sai đâu mình nói nhỏ nhàng để sửa đó. Chứ đừng có nên ào ào ra hay là đánh nhau hay chửi nhau là cô không muốn. Tính tình của con dâu của cô là có nóng tính, nóng nảy có gì không? Chắc cũng nóng tính. Nóng tính. Cái gì là ào ào đi thôi, cái gì là nói to chứ không có nói nhỏ. Như bà già nó thôi, có nói gì nó cái là nó to tiếng lên, nó con không được nói như thế. Hôm nay trong cái ngày này thì cô có muốn con dâu của mình cái điều gì không, muốn thay đổi hay muốn bổ sung điều gì cho con dâu mình hay không? Cô chỉ muốn con dâu cô luôn luôn là vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc. Đó là điều cô mong muốn nhất. Còn chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Dạ có, tại vì không có nghe. Giống như má mới đi Đà Nẵng về, cái má giận ba buồn ba cái gì, cái má đòi đi lên Vũng Tàu. Cái là em lại không cho đi, em điện về em nói là không đi. Cái là cũng
ta đi rồi, sắp tới rồi. Má cứ má đi hoài à, mà mình thì làm con làm cái không ở gần rồi mà má cứ đi suốt. Thôi bây giờ để xem coi chồng em nói gì nha. Câu chuyện mà khiến mình cảm thấy khó xử giữa mẹ mình và vợ mình thì đó là trong một lần đi chơi, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Lúc đó thì vợ mình là muốn cuộc đi chơi nó hoàn hảo hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn, nên sẽ vợ mình làm cái thời kéo thay dài, thời gian chờ đợi lâu hơn, khiến cho mẹ mình cảm thấy là chờ lâu quá. Thì mẹ mình mới nói là thôi bây giờ chờ lâu quá thì không đi nữa. Thì lúc đó thì mình chỉ biết gọi điện cho vợ mình và kêu thúc giục vợ mình nhanh nhanh lên tí xíu. Thì mẹ cứ cương quyết là không muốn đi nữa. Thì cảm thấy là rất là, mình là cảm thấy rất là khó xử giữa mẹ và vợ mình. Thì thông qua chương trình thì chồng hy vọng thì vợ sẽ làm mọi thứ nó hài hòa hơn tí xíu, nhanh hơn tí xíu. Thì mẹ sẽ cảm thấy vui hơn. Mẹ mình đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn thích đi làm rất là nhiều chuyện. Ai kêu gì làm đó để kiếm tiền, cũng như là không muốn ở nhà rảnh tay rảnh chân. Thì vợ mình cũng khuyên mẹ nhiều là tuổi cao rồi nên là bớt đi làm đi để giữ gìn sức khỏe, nhưng mẹ mình không chịu nghe, khiến cho vợ mình nhăn nhó với chồng. Thì lúc đó thì mình cũng không biết xử lý ra sao, kêu là mẹ muốn làm thì cho mẹ làm. Thì cũng mong là hai mẹ con gắn kết nhau hơn. Những người phụ nữ mà mình yêu thương nhất sẽ hiểu nhau hơn và chung sống trong một gia đình hạnh phúc hơn. Đúng, đó là chậm chạp đó. Làm cái gì là cái chuyện đi ra khỏi nhà là chậm trễ lắm. Cái chuyện mà cô thì là còn trẻ mà, năm nay mới 6-7 tuổi thì còn làm được. Nên vậy là ý là ở đi nhà quê mà người ta kêu đi hết tiêu, cô cũng đi, hết cà phê cô cũng đi, cô đi viết. Nên vậy là anh này, ảnh thì ảnh ở xa, ảnh sợ má là già yếu mà đi làm nhiều việc quá. Nên vậy là chị này thì chỉ nói xong anh cứ để cho má đi làm hoài. Không, nó lo đó, 6-7 tuổi rồi cũng bớt đi ha. Con nói xa nó lo lắm, vậy là đúng đó cô ạ. Cảm ơn cô với lại em rất là nhiều. Bây giờ thì hai mẹ con ôm nhau đi. Em có đã hứa với mẹ điều gì đi? Con hứa với má là con không có bướng nữa, không có mò nữa, để má đừng nghe nói. Với lại tại vì con xin lỗi má nhiều việc quá nên con không có nhớ để con gọi về cho má. Nên là nhân ngày hôm nay thì con có món quà con tặng cho má. Má có thể mở ra được không? Rồi, mở ra thử con nha. Wow. Đeo khăn cho má đi, choàng khăn cho má đi. Đây mấy là khăn phải luôn. Đừng không phải cột cổ đâu nha má. Tại ở dưới đất nông lạnh lắm thì con thì chỉ mua để tặng má thôi. Lạnh lắm đó. Thì má cũng cảm ơn vợ chồng con nha, quan tâm đến cho má khi mưa gió lạnh lùng.